Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn Sài Gòn tối hôm nay ngày 13 tháng 10 năm 2021. Và chúc mừng anh chị và các bạn, đó là hình ảnh của cây cầu Ông Lãnh đi qua quận 4. Bữa thì chúng ta đứng bên kia quận 4 nhìn dốc cầu bên kia để đi qua quận 1. Ngày hôm nay mình đứng bên quận 1 nhìn qua bên kia là khu vực quận 4. Ngay khu vực này là khu vực chợ Cầu Muối nè, khu nhà số 70 ngày xưa, 70 đường Nguyễn Thái Học ngày xưa, và ngày nay là số cũng thay đổi rồi. Một vài hình ảnh để chị và các bạn thấy cái khu xóm Cầu Muối ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và ngày xưa khi mà chợ Cầu Muối còn đương thời đó, thì những cái sạp trái cây cũng như rau củ quả ở đây xe tải lên xuống bốc xếp dỡ hàng xuống hàng liên tục ha. Nhìn thấy tấp nập với những hình ảnh tư liệu ngày xưa, nhưng mà ngày nay thì chợ không còn nữa, chỉ còn những người bán nhỏ lẻ ngày xưa thôi, còn lại vài người chứ không có tập trung chuyên chợ đầu mối như ngày xưa nữa. Và tối hôm nay thì em đi mua đồ ăn vặt cho đồng, nước ngọt rồi ba cái xì nắc rồi bánh quy rồi, để khi học mỗi ngày đó, rồi khi mà giờ ra chơi đó, rồi có cái để ăn vặt, giống như là một cái căng tin trong trường học vậy đó, cho nó có không khí. Chứ ở đây có cô cô mua ve chai hả cô? Dạ. Dạ, con có chút đỉnh con gửi cô. Dạ 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 dạ. Gài cũng ít đúng không? Quán nhậu không có. Dạ, thôi cô về nghỉ sớm đi. Dạ dạ. Có chú ít gửi cho cụ, cho cụ đỡ vất vả. Nó nãy nói tới đâu ta? Làm cái căng tin nhỏ nhỏ cho đồng có không khí đi học cho nó đỡ chán, đỡ nhàm. Rồi sẵn tiện bây giờ đi về, rồi trước khi đi về thì đạp xe đi một vòng để chia sẻ cùng anh chị và các bạn xem không khí cũng như cái tình hình Sài Gòn sau dịch nó như thế nào ha. Hầu như là các hàng quán cũng như quán nhậu, quán ăn thì bây giờ bán mang về hết rồi. Lúc dịch thì quán xá, cửa hàng nào cũng bán, tập trung bán thực phẩm thôi. Thực phẩm thịt tươi sống đó, rau sống rồi, như quán trà sữa rồi quán trái cây đồ. Nói chung là tưởng đâu là mở cái app lên, tưởng đâu là cái thương hiệu gì bán đó, nhưng mà thực ra mở lên cái thấy là rau củ quả riết rồi. Bây giờ Sài Gòn nói chung là đụng đâu bán đó, quơ được quơ gì quơ đó, quơ vào đủ thứ để có đồng ra đồng vô trang trải mỗi ngày, thích ứng theo thời cuộc thôi. Bây giờ bán những cái xa xỉ cũng ít người mua nữa, bây giờ ta mua những cái cần thiết thôi. Đi ăn nhà hàng bây giờ nói chung cũng không có nhu cầu luôn. Mấy lúc trước thì dọc theo con đường Võ Văn Kiệt này cũng như là bến Trương Dương ngày xưa này, rất là nhiều hàng quán, rồi quán nhậu, rồi quán cà phê, rồi rất là nhiều. Nhưng mà ngày nay thì đóng cửa này, thấy không? Cà phê nè, coffee, cửa kính cao tường luôn, 2-3 căn luôn. Thương hiệu cũng lớn đó, không biết bao nhiêu chi phí cho một cái địa chỉ nhà như vậy.
Và đây là con đường Bến Trương Dương ngày xưa và ngày nay là đại lộ Võ Văn Kiệt, nối liền từ đông sang tây của Sài Gòn. Phía bên kia là Bến Vân Đồn. Mấy nay thì Sài Gòn trời mau tối lắm, khoảng 5 giờ là trời tối thui à, nên nhiều khi đi làm cũng tranh thủ về với bạn đồng nhỏ, nên trời chiều tan ca ít có đi lung tung. Trước ở đây là quán cà phê nè, sớm sớm này là sớm nước mắm Sớm Tỉnh, sớm nước mắm Mộ Hương đó, ngày xưa một thương hiệu của ngày xưa. Bây giờ quán cà phê trống vắng. Ở đây ngay giao lộ Đề Thám với lại Bến Trương Dương, thẳng hướng Đề Thám mình sẽ đi ra chợ Cô Giang, rồi đường Cô Bắc, Trần Hưng Đạo, rồi ra công viên 23 tháng 9. Ở ngay góc Đề Thám là công an phường, cơ quan công an phường, phường Cầu Ông Lãnh đó. Rồi thấy đường đại lộ Võ Văn Kiệt rất là đẹp ha. Một con đường rất là lớn, rất là rộng. Ngày xưa một cái dãy nhà ven sông, và ngày nay đổi lấy hình ảnh của một cái đại lộ. Phía sau chúng ta lúc nãy đó là cầu Ông Lãnh. Tối hôm nay mình sẽ đi dạo quanh những cái khu quán nhậu ở đây để thấy tình hình nó như thế nào, không biết sau cơn đại dịch này những cái hàng quán như thế này thì sẽ có còn hay không, còn được mở lại hay không, hay là trả mặt bằng luôn rồi, mặt bằng cho thuê luôn. Một cái dãy quán quá trời quán, nói chứ bớt tiền nhà thì bớt 1-2 tháng thôi, chứ không phải ai cũng bớt, ai cũng giảm tiền nhà đâu. Đại dịch này biết tới bao giờ, mỗi người có nỗi khổ. Tiền nhà thì còn đó mà tiền thì không có, quán xá thì cũng còn đó mà bán không được, lấy đâu mà trả tiền mặt bằng. Ở đây hãng xe Isuzu ngày xưa nè, ngày nay xây lên lại thành hãng Toyota Samco. Ở cái hãng đó đi tới Cô Giang luôn đó. Mà ngày xưa theo thời Pháp đó thì nó là hãng thuốc. Theo lời chia sẻ của rất nhiều cô chú anh chị. Chợ Nga bán quần áo rất là nhiều, giống như chợ An Đông vậy đó. Ở một dãy quán nhậu. Quen con đường Võ Văn Kiệt này. Có một số quán thì thích nghi hơn, bán đem về. Nếu mà bán quán lẩu thì bán những cái phần ăn đem về. Rồi có một số quán thì không có người làm thì chịu trận luôn. Rồi không phải ai cũng bán được. Bán thì bán cho nó có việc làm với lại có chút đồng ra đồng vô cho đỡ thôi, chứ thực ra mấy mùa này bán cũng không được bao nhiêu. Cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng 3-4-4. Quán cát vàng của công ty kiến trúc cát vàng, là quán nhậu siêu siêu đã. Ngay đầu hẻm vô chùa Pháp Bửu, 370 Võ Văn Kiệt.
khu này chắc cũng rất là quen thuộc với rất nhiều cô chú anh chị ngày xưa đã từng sinh ra và lớn lên ở khu vực Cô Giang này. Hôm nay chúng ta đi dạo một vòng Cô Giang ha. Ngay đây là giao lộ Hồ Hảo Hớn với lại Cô Giang. Bến Trường Dương. Nếu mình đi thẳng sẽ đi ngang qua quận 5, quận 6, rồi tới Bình Chánh, rồi đi về Long An, về các tỉnh miền Tây luôn. Bên kia con đường Bến Văn Đồn với rất là nhiều cái building cũng như những ngôi nhà chọc trời, những tòa nhà chọc trời, chung cư rất là hiện đại. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục quẹo vào con đường Hồ Hảo Hớn. Video clip ngày hôm nay thì cũng chỉ đi vòng vòng để mình cập nhật tình hình các hàng quán ngày trước thì nó nhộn nhịp bao nhiêu thì ngày nay thì nó lại vắng lặng bấy nhiêu. Xem như mình đi để thấy tình hình Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào ha. Nói chung là bây giờ hầu như là ai cũng ở nhà hết trơn, ít đi. Tối 8-9 giờ là coi như hạn chế ra đường. Những người bán đồ ăn thì bán đêm thì bây giờ bán rút ngắn lại. Lúc trước ví dụ bán 1-2 giờ khuya đóng cửa thì giờ 9-10 giờ, 8-9 giờ là chuẩn bị rồi. Trước 5-6 giờ bán thì bây giờ 3-4 giờ bán. Nó là như vậy. Cái đây ngay đầu hẻm phở Ngọc nè, phở Lực Sĩ đó. Bản hiệu vẫn còn nè. Ngày xưa mà các anh chị và các bạn hay tập tạ ở đây thì chắc là cũng quen thuộc với cái khung cảnh này. Tập tạ thời xưa đó, thời có cái huy hiệu là Kiến Càng đó. Trên con đường này thì bình thường lúc trước cũng có nhiều quán nhậu. Nhưng mà ngày nay thì hết rồi. Đặc trưng, đặc biệt nổi trội là lẩu bò Quang Khải. Ở đây đường Cô Giang nè, khu vực hẻm Nguyễn Tình rồi đó. Tiếc là bây giờ con nít chưa có được ra đường nên thành ra em chỉ đi một mình thôi, không có chở đồng theo. Lâu quá rồi không có chở đồng đi dạo đâu. Nãy mình vừa đi ngang khu xóm nhà của anh Mười đó. Anh trước ở đây cũng là quán nhậu nè, số 53 bit. Căn biệt thự rất là lớn, ngày xưa có 2 cây sứ rất là lớn luôn. Nhưng mà ngày nay thì sau nhiều đợt cho thuê thì giờ là quán nhậu rồi quán ăn. Đây khu vực ủy ban phường Cô Giang số 59 Hồ Hảo Hớn. Bên kia là quán lẩu bò Quang Khải. Lẩu bò Quang Khải ngay góc đường Cô Bắc với lại Hồ Hảo Hớn. Ngày nay cũng đóng cửa luôn này. Theo thẳng con đường Hồ Hảo Hớn này chúng ta sẽ đi qua bên kia là Cống Quỳnh. Hồ Hảo Hớn cũng như là Quỳnh Quang Tiên ngày xưa. Ngay chỗ này chúng ta đang đứng là nhà hàng Ngọc Linh ngày xưa đó. Nhà hàng Ngọc Linh. Ngày nay là nhà hàng Tự Do. Rồi bây giờ thì thành nhà hàng đóng cửa luôn. Sau dịch này rất nhiều cái sự thay đổi.
và chúng ta đang đi trên con đường Cô Bắc, là một con đường vẫn lặng lẽ, vẫn yên ngắng, không có gì ồn ào, không có gì sôi nổi. Bên khu xóm 284, hẻm 284 bên trong có cũng có nhiều căn nhà mà cô chú anh chị yêu cầu đó. Thì mấy lúc trước em định đi bộ vô đó rồi, nhưng mà sau đó thì dịch rồi hạn chế luôn, không dám ngại tới chỗ đông người luôn. Rồi trong xóm hẻm thì người ta cũng ngại người lạ luôn, tại vì trong khu đó thì hẻm nó là hẻm cùng, và khu xóm đó thì người lạ vào thì người ta cũng nhìn ngại, mình cũng không có lý do gì, thì quay cũng kỳ. Ở ngay đây là cô Giang, cô Bắc với lại Nguyễn Khắc Nhu. Và video clip ngày hôm nay chắc đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một vòng khu Cô Giang, bến Trương Dương, đi ngang qua các hàng quán ăn uống, quán nhậu để mình thấy được cái tình hình ngày hôm nay như thế nào ha. Thì chắc có lẽ khoảng hết tháng 10 này thì tháng 11 chắc nếu không có gì thay đổi thì chắc mình sẽ trở lại bình thường, vì giờ ai cũng chích vaccine hết rồi. Đó, thì còn mong cho cái dịch bệnh này nó sớm được đẩy lùi, nhưng mà không biết tình hình ở các quốc gia khác thì như thế nào ha. Ở khu vực anh chị và các bạn đang sinh sống thì nó như thế nào, ở các tỉnh thì nói chung là cũng không có nhiều thông tin, chỉ biết số ca nhiễm thôi chứ cũng không có biết được cái thông tin như thế nào nữa. Nhiều khi anh chị comment thì mới biết. Cảm ơn anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Lâm TV. Nhân đây em cũng xin kính chúc toàn thể của chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Trong quá trình thực hiện video clip thì có điều chi thông tin gì đó sai sót thì mong của chú anh chị và các bạn thông cảm ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.